Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Sự thật việc Quang Linh Vlog Girl Group về Việt Nam gặp mặt Thùy Tiên khi nàng hậu bị kiện. Quang Linh Vlog là một thành viên trong team bất ngờ khoe ảnh đang ở thành phố Hoa Phượng Đỏ. Phạm Quang Linh, chủ kênh Quang Linh Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi, là một trong những YouTuber được khán giả quan tâm nhất hiện nay. Anh và nhóm bạn team Châu Phi đã trở thành người bạn đồng hành với nhiều người dân Angola, giúp đỡ khai hoang ruộng đất, phát triển nông nghiệp. Mới đây trên trang cá nhân, anh Nguyễn Tiến, một thành viên thuộc team Châu Phi, bất ngờ đăng tải hình ảnh anh và Quang Linh chụp hình cùng nhau, đằng sau là chiếc ô tô và cây phượng trụ bông đỏ. Nguyễn Tiến cho biết, thành phố Hoa Phượng Đỏ kính chào quý khách, đang nói đây là cái tên thường gọi của thành phố Hải Phòng. Điều này khiến người hâm mộ của các YouTuber không khỏi phấn khích, suy đoán rằng cả hai đã âm thầm đắp chuyến bay về Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút ngắn ngủi, một số tài khoản mạng cũng chỉ ra chi tiết lạ, đó là hiện tại ở Hải Phòng, Hoa Phượng không còn nợ. Chưa kể bên Châu Phi cũng có loài cây này, vì vậy thành phố Hoa Phượng Đỏ mà gặp đôi YouTuber chụp hình có thể không phải ở Việt Nam. Cũng Phượng Đỏ nhưng bên kia trái đất, chứ bây giờ ở Việt Nam chỉ có hoa cải đỏ thôi. Thành phố Hoa Phượng Đỏ ở Luanda nhé các bạn, mong chờ ngày các anh về Việt Nam, là một số bình luận dưới bài viết. Trong một clip cách đây không lâu, Quang Linh có những tiết lộ gây chú ý về kinh phí để bản thân và một số thành viên trong nhóm về Việt Nam. Nói thật, mình rất muốn cho tất cả anh em bạn bè từ Châu Phi về Việt Nam chơi, nhưng chi phí tốn kém lắm. Chỉ riêng bản thân mình, lần trước chi phí về 55 triệu đồng, còn khi sang là hơn 40 triệu đồng, chưa kể các khoản phát sinh ăn uống, ngủ nghỉ. Bởi vậy, mỗi năm mình sẽ cố gắng đưa 2 đến 3 anh em trong nhóm về chơi, thăm gia đình. Sau đó mình đưa họ đi tham quan các danh lam thắng cảnh, ăn các món đặc sản vùng miền, hiện tượng mạng 9X nói. Bên cạnh đó, dân mạng cũng đeo tên Thùy Tiên, nhiều fan cả hai bày tỏ sự mong chờ màn hội ngộ giữa Quang Linh và Thùy Tiên trong một dự án mới ở quê nhà. Trước đó, theo những gì nam YouTuber hé lộ trên trang cá nhân, cả hai sẽ cùng thực hiện một hoạt động thiện nguyện liên quan đến giáo dục. Quang Linh và Hoa hậu Thùy Tiên được cư dân mạng ghép đôi chuyện tình cảm sâu chiến thiện nguyện của người đẹp này ở Châu Phi. Cách đây không lâu khi tham gia chương trình Cuộc Hẹn Cuối Tuần, Thùy Tiên liên tục gọi tên anh Linh khi được hỏi về mộ bạn trai lý tưởng. Chính vì vậy, fan của cặp đôi càng có cơ sở để tiếp tục chèo thuyền. Người hâm mộ còn ghép mặt chân dài sinh năm 1998 và YouTuber xứ Nghệ trong các clip ảnh cưới cô dâu chú rể. Trước đó, cộng đồng mạng xôn xao với đoạn clip Quang Linh dùng máy cày viết chữ Tiên trên mảnh ruộng lớn. Điều này khiến người hâm mộ hào hứng, cho rằng nam YouTuber đang công khai tình cảm với Hoa hậu Thùy Tiên. Tuy nhiên, chàng trai xứ Nghệ đã lên tiếng phủ nhận, khẳng định tài khoản tung ra hình ảnh đó là giả mạo. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.